Những nhà máy ta xây, những công trình trời xanh, vườn ống khói xuân sang khắp nơi nơi, xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha vẫn ước mơ, ngàn đời vẫn ước mơ. Kính thưa các bạn, ở bất kỳ quốc gia nào, sự phát triển kinh tế xã hội luôn gắn liền với những bước chuyển mình của ngành xây dựng. Đảng và nhà nước ta đã luôn chú trọng đến việc đào tạo để hình thành nên đội ngũ các kỹ sư xây dựng cho đất nước. Ngày 6 tháng 3 năm 1956, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập theo Nghị định số 147 ND. Ngay sau khi được thành lập, trường đã tuyển sinh gần 1.000 sinh viên với 14 chuyên ngành thuộc 4 liên khoa gồm cơ điện, mỏ luyện kim, hóa thực phẩm và xây dựng. Giáo sư Trần Đại Nghĩa là hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường. Ông là người đặt nền móng cho Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ đầu tiên của Việt Nam. Khóa 1 khoa xây dựng đã có số sinh viên đông nhất, hơn 300 người. Từ mái trường đại học này, những nhà khoa học đầu ngành của ngành xây dựng Việt Nam đã trưởng thành và đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước. Năm 2009, nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra trường, giáo sư tiến sĩ khoa học Phạm Ngọc Đăng, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng, cựu sinh viên khóa 1 khoa xây dựng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đã cùng các thành viên ban biên tập cho ra mắt cuốn sách Các kỹ sư xây dựng đầu tiên của Việt Nam sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Cuốn sách gồm 216 trang đã khái quát về lịch sử của một ngành đào tạo với chân dung của các thầy và các gương mặt của các cựu sinh viên khóa 1 khoa xây dựng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đọc cuốn sách, chúng ta có thể hình dung lịch sử đào tạo của ngành xây dựng thuở ban đầu tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Vào năm học đầu tiên, khoa xây dựng phân thành 4 lớp theo 4 ngành đào tạo khác nhau: kiến trúc, xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường, xây dựng thủy lợi. Do điều kiện khó khăn về đào tạo, từ năm thứ 2, lớp kiến trúc gồm 30 sinh viên đã nhập vào học lớp xây dựng dân dụng và công nghiệp. Thuở ấy, điều kiện và phương tiện học tập rất khó khăn, chưa có tài liệu khoa học kỹ thuật và giáo trình xuất bản. Nhưng nhà trường cung cấp miễn phí và đầy đủ các tập bài giảng in Joneo cho sinh viên. Khó khăn là vậy, nhưng với tinh thần ham học hỏi và đào sâu suy nghĩ, các sinh viên đã có được những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bước vào đời. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã thực hiện nguyên lý học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội và thực sự thành công trong việc đào tạo ngay từ buổi đầu tiên. Trong ký ức của các cựu học sinh, các thầy giáo thật tận tụy, nhiệt tình. 59 giảng viên Việt Nam và 6 giảng viên nước ngoài đến từ Đại học Xây dựng Moscow và Đại học Cầu đường Ô tô Moscow đã để lại trong lòng người học bao ấn tượng tốt đẹp cùng các bài học quý giá. Thầy Trần Đại Nghĩa, thầy Tạ Quang Bửu, thầy Lê Tâm, thầy Nguyễn Sinh Dạn cùng bao thầy giáo khác đã trở thành niềm tự hào của các cựu học sinh. Với kiến thức cơ bản được trang bị từ nhà trường, cùng sự nỗ lực tự học, tự vươn lên, nhiều cựu sinh viên khóa 1 khoa xây dựng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã trưởng thành, giữ các trọng trách trong xã hội và trở thành những chuyên gia đầu ngành. Nhiều người đạt học vị tiến sĩ khoa học, được phong hàm phó giáo sư. Tiêu biểu có thể kể đến như giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Kiểm, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, tiến sĩ Lê Ất Hợi, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, phó giáo sư tiến sĩ Trương Tùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, phó Chủ tịch thành phố Hà Nội, giáo sư tiến sĩ khoa học Phạm Ngọc Đăng, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Như Khải, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Bảo, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, ông Lê Văn Lân, Viện trưởng Viện Thiết kế Bộ Xây dựng, ông Lê Bảo Vĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Thiết kế Giao thông, v.v. Năm 2005, ông Nguyễn Mạnh Kiểm là một thành viên trong nhóm các tác giả nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ với công trình Cụm Công trình nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ xây dựng công trình phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc
giai đoạn 1956-1975. Dù đảm nhiệm các chức vụ quản lý, ông vẫn không xa rời cái gốc chuyên gia khoa học của mình. Giáo sư tiến sĩ khoa học Phạm Ngọc Đăng đã có tới 110 công trình khoa học, 19 cuốn sách và 150 bài báo, trong đó có những tác phẩm được xuất bản ở nước ngoài và đăng tải trên tạp chí quốc tế. Ông là nhà khoa học có khát vọng xây dựng đô thị xanh và thông minh, v.v. Tự hào là sinh viên khóa đầu tiên, ông Nguyễn Mạnh Kiểm đã có mấy vần thơ tâm tình cùng các bạn. 50 năm nửa thế kỷ cùng nhau, nay tuổi ngoại 70, ánh bạc những mái đầu. Với tâm huyết tình nghề say mê như thời trẻ, với tâm hồn trí tuệ sáng trong, vui vẻ bên nhau ôn ngược dòng năm tháng. Ông Vũ Mạnh Thành, cựu sinh viên khóa 1 khoa xây dựng, nguyên phó giám đốc công ty than nội địa, đã xúc động chia sẻ. Lúc đầu tôi học lớp kiến trúc, sau nhập vào lớp xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mặc dù khó khăn nhưng chúng tôi đã có một thời sinh viên sôi nổi. Chính từ mái trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chúng tôi đã trưởng thành và tỏa đi mọi miền Tổ quốc, góp phần xây dựng nên bao công trình cho đất nước. Các bạn thân mến, thời gian đã trôi đi, bao người thầy và cựu sinh viên khóa 1 khoa xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội đã đi xa, trở về với đất mẹ. Những mái đầu tóc bạc năm nào giờ đã bạc hơn, nhưng tấm lòng sắt son với nghề, với trường xưa bạn cũ vẫn còn đó. Cuốn sách Các kỹ sư xây dựng đầu tiên của Việt Nam sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đã trở thành một tư liệu quý cho tất cả những ai mong muốn tìm hiểu về công tác đào tạo ngành xây dựng của một thời. Và qua đó, chúng ta cũng hiểu thêm một thời các kỹ sư xây dựng ấy đã sống và cống hiến như thế nào cho đất nước. Công nghiệp xây dựng đã và đang không ngừng đổi mới và góp phần vào sự phát triển đất nước ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Trong hành trình hướng tới tương lai, những đóng góp của các cựu sinh viên khóa 1 khoa xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ còn mãi và để lại những dấu ấn trường tồn cùng đất nước. Nào đi!